Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn quay lại một cái sự kiện nóng bỏng trong mấy ngày qua, đó là việc mà văn phòng và biện lý của quận Manhattan đang chuẩn bị đưa ra quyết định có truy tố Tổng thống Trump về tội khai man hay không. Quý vị, đây là một trong những cái vụ án mà đang nổi đình nổi đám. Và vụ án này như thế nào? Có lẽ tôi sẽ phải đi lại giải thích cho quý vị biết là tại sao đây gọi là cuộc rượt đuổi về chính trị. Và cuộc rượt đuổi về chính trị này đã gây phản ứng rất mạnh mẽ. Ngay cả trong đảng Dân Chủ cũng đã không đồng ý với là cái hành động của biện lý của quận Manhattan. Tức là ông Alvin Bragg là được xem là một trong những biện lý mà đã rượt đuổi ông Trump cho tới giờ phút này. Quý vị, để nói về chuyện này, có lẽ tôi sẽ phải đưa ra một cái câu chuyện của luật sư Robert Costello, là người đã từng là cố vấn của Michael Cohen. Và ông đã nói rằng Michael Cohen đã còn quá xa với bằng chứng để có thể đưa ra cái lời giải thích trong vai trò là nhân chứng cho phía của biện lý. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Tôi đọc qua cái tin cho quý vị thấy, rồi sau đó tôi giải thích về cái vụ án của Tommy Daniel, là cái cô mà đóng phim khiêu dâm, như thế nào để quý vị hiểu rõ vụ án này hơn và tại sao chúng ta gọi đây là một cái vụ gọi là rượt đuổi về chính trị của văn phòng biện lý ở Manhattan nhận sự tài trợ của tỷ phú George Soros. Ok quý vị, đầu tiên hết chúng ta đi vào bản tin đi. Luật sư Robert Costello đã nói rằng là bằng chứng này còn quá xa và Michael Cohen không có những cái bằng chứng được xem là xác đáng. Trong đó thì cựu cố vấn pháp lý của Michael Cohen, một nhân chứng quan trọng trong cái bồi thẩm đoàn cuộc điều tra về của New York nhắm vào cựu Tổng thống Trump cáo buộc về việc mà chi trả tiền cho cái cô đóng phim người lớn là Stormy Daniels, trong đó nói rằng cựu Tổng thống Trump, luật sư của Tổng thống Trump đây, cựu luật sư này chính là Michael Cohen nha quý vị đừng có hiểu lầm, là còn quá xa với bằng chứng thật sự. Và vốn là một cựu luật sư ở tại New York, ông đã đưa ra lời phát biểu với các thông tấn viên ngay sau khi mà ông xuất hiện trước đại bộ thẩm đoàn vào ngày thứ hai, thách thức về cái mức độ tín dụng và của ông Michael Cohen, người đã xảy ra điều trần ở trong cái bồi thẩm đoàn của Manhattan vào ngày 15 tây tháng 3, và trong đó gần như là một nhân chứng chính của ông biện lý Alvin Bragg trong việc điều tra cựu Tổng thống Trump. Ông Costello đã nói lại là ông đã từng đại diện cho các đồng minh của cựu Tổng thống Trump trong quá khứ và nói rằng là ông từng là một vai trò là một cố vấn pháp lý cho Michael Cohen năm 2018 khi mà FBI đột kích vào nhà của Michael Cohen để điều tra về việc trốn thuế cũng như là một số những cái tội phạm khác. Và tuy nhiên thì vị luật sư này nói với các thông tấn viên sau cuộc điều trần là Michael Cohen là một kẻ không thể tin được, và trong đó gần như là cuộc điều tra nhắm vào cựu tổng thống 45 của Hoa Kỳ, là ông ta không có đủ bằng chứng. Tôi là một trong những người đã quyết định làm chuyện này. Có rất nhiều người đã lưu ý tôi về việc chống lại việc mà tôi đang làm. Và điều mà tôi nghĩ rằng là tôi đang làm là theo nói sự thật với lại các bồi thẩm đoàn, bởi vì tôi thật sự đã đọc được tất cả những sự dối trá trên giới truyền thông về cái một và gọi là quảng bá cho một phía. Ông Costello đã nói như trên, và nếu quý vị nhìn vào toàn bộ bức tranh kia mà họ gọi rằng là rượt theo ông Trump, họ có đầy đủ bằng chứng, thì bây giờ chúng ta giải thích Michael Cohen còn nằm xa lắm với cái bằng chứng thật sự. Ông Costello cho biết người này đã và cái tiêu chuẩn của công tố viên, và tôi đã từng là phó biện lý và đặc trách về vấn đề gọi là tội ác ở tại cái quận ở phía nam của New York,
Và tôi có thể nói rằng những kẻ như Michael Cohen, đặc biệt là họ nếu mà ông ta trở thành một kẻ bị kết án, và Michael Cohen đã nhận tội năm 2018 với truy tố về tội trốn thuế và có những cái khai man với lại cái nhà băng và của ngân hàng, và trong đó bao gồm luôn cả việc mà vi phạm vào cái chiến dịch tài chánh có liên hệ tới số tiền 130.000 Mỹ Kim để chi trả cho cái cô tài tử người lớn là phim người lớn là Stormy Daniels, được biết với cái tên là thật sự là Stephanie Clifford. Và Cohen cho rằng là Tổng thống Trump trong năm 2016 đã ra lệnh trực tiếp cho anh ta chi trả tiền cho cô Daniel này, tiền bịt miệng, và trong đó ra lệnh là mua sự im lặng của cô ta sau khi cô ta nói rằng cô ta có ngoại tình với cựu Tổng thống Trump. Số tiền đó được cáo buộc là chi trả từ trong cái ngân quỹ tranh cử của Tổng thống Trump, vi phạm vào cái việc gọi là luật tài chánh về tranh cử, và cựu Tổng thống Trump đã bác bỏ điều này. Và ông Costello đã lên tiếng và nói rằng, nói với grand jury cuộc điều tra này là một cái hành động săn lùng. Và cựu Tổng thống Trump đã cáo buộc ông Brash, một thành viên của Đảng Dân Chủ, là đã cố tình có gọi là truy tố ông Trump trong những năm qua. Và trong đó thì ông Costello nói với các thông tấn viên là ông đã xử lý một trên 300 cái email chuyển cho phía của Michael Cohen tới các công tố viên. Tuy nhiên họ chỉ dùng có 6 cái email để đặt câu hỏi với ông ta, và trong đó gần như là đã lấy ra tất cả những cái email này đối với lại bồi thẩm đoàn. Và ngay lập tức thì nó không có tác hại trong cái cuộc điều trần của ông Costello, và trong đó gần như là không có sự thay đổi nào. Và Cohen thì là cáo buộc là ông Costello đã dựng chuyện. Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC vào tối ngày thứ hai, Cohen bác bỏ những lời nói của ông Costello và nói rằng có những cái hành động được xem là dựng chuyện. Tôi không biết ông ta đang nói chuyện gì. Ông ta đang dựng rất nhiều chuyện. Ông Cohen nói rằng là các công tố viên từ Manhattan đã ở cái văn phòng biện lý đã mời ông ta tới tòa để mà bác bỏ cái cuộc điều trần của ông Costello. Tuy nhiên thì sau đó họ quyết định là không cần tới ông này. Và trong lời phát biểu và báo cáo vào ngày thứ hai, ông Costello nói rằng Cohen trước đó ông ta đã không có sử dụng tiền của ông Trump trong vấn đề chi trả. Bây giờ và đã có một cái món vay, và bây giờ thì Michael Cohen nói rằng ông ta đã làm bởi vì ông ta không muốn giữ cái bí mật này, và tôi không muốn kể cả việc và vợ của tôi cũng không nói. Và ông ta đã bị bắt giữ sau khi mà ông Trump không biết là Cohen đã lấy đi mà vay một món nợ. Và trong đó thì trong cái lần xuất hiện vào ngày thứ hai thì ông Trump trên trang Truth Social đã mô tả ông là một nhân chứng quan trọng và với lại bồi thẩm đoàn ở New York và là một luật sư đáng tôn trọng. Quý vị, đó là toàn bộ cái lời nói chuyện của ông luật sư Robert Costello. Ông là một trong những cố vấn pháp lý của Michael Cohen năm 2018. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện này như thế nào. Trong cuộc bầu cử năm 2016 thì Stormy Daniels đã tiết lộ rằng cô ta từng ngoại tình với cựu tổng thống Donald Trump. Và lúc đó thì Michael Cohen đã đi vay một số tiền của ngân hàng và khai man với ngân hàng cái số tiền vay 130.000 Mỹ Kim này. Và ông ta dùng số tiền đó để bịt miệng Stormy Daniels. Và không có dính dáng gì tới cái tiền tranh cử của ông Trump cả. Chính Michael Cohen đã vay tiền của ngân hàng với một lý do khác. Tức là anh ta khai man với ngân hàng để vay một số tiền và dùng số tiền đó bịt miệng cô Stormy Daniels lúc anh ta còn là luật sư của cựu tổng thống Donald Trump. Ok quý vị, và sau đó thì lực lượng FBI và sở thuế cũng như một số những cái cơ quan liên bang khác bắt đầu điều tra Michael Cohen. Thì cuối cùng năm 2018, Michael Cohen đã bị chính ra là 29 thì đúng hơn. Quý vị, Michael Cohen đã bị kết án về tội trốn thuế, khai man với ngân hàng và khai man với nhân viên FBI. Thì quý vị, 2018 coi như vụ án này dẹp rồi. Stormy Daniels cũng đã bị truy tố một số tội danh khác về vấn đề liên quan tới hồ sơ thuế của cô ta và những cái gian dối gì của cô ta với những cái nhà viết sách đó quý vị. Thì cô ta bị kiện về dân sự. Thì coi như cái vụ án này đã chấm dứt năm 2018. Tuy nhiên thì George Soros, một kẻ tử thù của ông Trump, đã cố tình cung cấp nguồn tài chánh và khơi lại cái vụ án này cho ông biện lý là Alvin Bragg ở Manhattan. Và ông biện lý này đã quyết định quay ngược trở lại, moi cái hồ sơ đó lên để điều tra.
và ông ta tìm cách thuyết phục Michael Cohen là số tiền đó là ông Trump chỉ đạo cho Michael Cohen năm 2016 để bịt miệng cái cô Tommy Daniel này, nhằm để gài đẩy cậu Tổng thống Trump vào cái thế khai gian. Quý vị, Michael Cohen đã nhận cái điều này, làm nhân chứng điểm giờ. Nhân chứng điểm giờ tức là một người từng làm việc cho bị cáo, bây giờ quay ngược lại làm nhân chứng tố cáo bị cáo. Thì trong cái ngành pháp lý nó gọi là nhân chứng điểm giờ. Thì quý vị, Michael Cohen đã đồng ý, và chính ông Alvin Bragg này đã dựa trên lời khai của Michael Cohen và xem cái lời khai của Michael Cohen là một cái bằng chứng quan trọng để đưa ra đại bồi thẩm đoàn ở New York và chuẩn bị lập thủ tục truy tố ông Trump. Mặc dù vụ án này đã bị dẹp năm 2018 rồi, nhưng chính Alvin Bragg đã moi lại vụ án này để rượt ông Trump, để truy sát ông Trump, và nhân vật này là nhân vật của đảng Dân Chủ mà quý vị. Do đó, chính vì vậy mà người ta mới gọi đây là một cái cuộc săn lùng chính trị nhắm vào cá nhân ông Trump. Tuy nhiên thì ông Costello đã nói rõ ràng là ông là một nhân chứng quan trọng trong cái những nhân chứng được mời lên để mà khai trước bồi thẩm đoàn hôm thứ hai đó quý vị. Thì ông nói rằng lời nói của Michael Cohen không đáng tin tưởng, tại vì chính anh ta đã khai gian. Thì không thể nào tin được rằng là ông Trump chỉ đạo anh ta là ra lệnh ông ta là chung 130.000 Mỹ Kim cho Tommy Daniel, một cái cô mà đóng phim khiêu dâm. Bởi vì cô này trong cái cuộc tranh cử, cổ đã không biết cổ nhận tiền của ai, nhưng mà cổ lên cổ tự nhận cổ có quan hệ ngoại tình với lại cựu Tổng thống Trump, trong khi Tổng thống Trump đã bác bỏ và nói là không có quan hệ với cô này. Thì quý vị, câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi. Thì bây giờ ông Alvin Bragg này, ông lợi dụng cái vị thế là biện lý, ông moi lại vụ án đó, ông kiểm tra, ông lần mò, ông điều tra gì đó, và ông thuyết phục Michael Cohen để Michael Cohen thay đổi lời khai và nói rằng là ông Trump chỉ đạo. Trước đó anh ta đã không nói điều này, anh ta nói không có đụng gì tới tiền tranh cử của ông Trump và không có đụng tới tài chính của ông Trump, anh ta đi vay nợ của ngân hàng. Bây giờ anh ta trở lời lại, anh ta nói là anh ta làm theo chỉ đạo của ông Trump. Thì quý vị, chính anh ta bị kết tội vì khai man với ngân hàng. Bây giờ anh ta lại đi đổ ngược lại. Do đó thì ông công tố viên này, tức là ông biện lý này đó, ông dựa trên cái lời khai của Michael Cohen, ông xem đó là bằng chứng then chốt ông Trump đã chỉ đạo và ông Trump đã khai man, là ông Trump nói không có. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là bồi thẩm đoàn có xác nhận cái vai trò nhân chứng của Michael Cohen hay không vẫn còn là câu hỏi. Do đó tại sao ngày hôm nay họ không dám bắt ông Trump, có thể dời tới tuần tới, là bởi vì đại bồi thẩm đoàn sẽ phải họp. Tại vì Michael Cohen đã có record là khai man rồi, thì cái lời nói của Michael Cohen không thể xem là bằng chứng trên tòa được. Không thể xem là bằng chứng ở trên tòa được. Anh ta có thể dựng ra câu chuyện đó, bởi vì anh ta đã dựng một câu chuyện với nhà băng để vay số tiền mà. Do đó quý vị, về mặt pháp lý là coi như xong rồi. Chưa chắc họ dám bắt ông Trump đâu, và cũng không đủ bằng chứng đâu. Chính bên cái văn phòng biện lý nói rằng là đầu tiên họ mời Michael Cohen lên để phản bác lại cái lời khai của Costello, nhưng mà sau đó họ nói không cần nữa. Thì chính cái văn phòng biện lý này cũng biết là lời nói của Michael Cohen không thể tin tưởng được. Nhưng mà với cái sự thúc đẩy của Alvin Bragg, thì ông ta vẫn muốn là cái lời khai của Michael Cohen được xác nhận là một lời khai của một nhân chứng trên tòa. Thì vấn đề này vẫn còn đang chưa có quyết định. Do đó quý vị, tại sao không có lệnh bắt ông Trump ngày hôm nay? Là bởi vì cái lời khai của ông Costello rất mạnh mẽ. Ông từng là cố vấn pháp lý của Michael Cohen. Mặc dù Michael Cohen bác bỏ cái vị trí này, nhưng mà nếu không có thì làm sao ông Costello, tại vì khi quý vị ra khai trước đại bồi thẩm đoàn, quý vị phải giơ tay tuyên thệ. Quý vị phải giơ tay tuyên thệ không được khai láo. Ông Costello này, ông đâu có phải vì một ông Trump mà ông phải hy sinh tất cả cái sự nghiệp của ông. Đúng chưa quý vị? Ông sẽ
đâu có vì cái vấn đề đó mà ổng hy sinh tất cả sự nghiệp của ổng. Do đó, ổng phải khai thật là ổng đã là cố vấn pháp lý của Michael Cohen trước đây. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là kẻ nói láo là ai? Đó là thứ nhất. Nhưng tại sao Michael Cohen sau 3 năm tù thì anh ta lại quyết định cộng tác với lại Alvin Bragg? Tại vì Michael Cohen muốn lấy lại cái bằng luật sư. Mà muốn lấy lại bằng luật sư không được là bởi vì anh ta đã bị kết án rồi. Anh ta đã nhận tội và kết án rồi, tức là nằm trong cái hồ sơ về tiền án của anh ta rồi. Điều duy nhất mà có thể cứu được điều này với anh ta là Joe Biden sẽ ký lệnh ân xá cho anh ta. Trong cái lệnh ân xá đó là xóa án cho anh ta. Thì có thể đây là cái thương lượng giữa Alvin Bragg và Michael Cohen. Tức là Michael Cohen muốn có lại cái danh dự, muốn có lại cái vị trí thì phải có cái lệnh ân xá của Tổng thống. Thì quý vị hiểu lý do tại sao rồi. Ok. Và có một cái chi tiết nó có liên quan tới tôi, liên quan tới Michael Cohen, là quý vị hiểu, quý vị biết gì không? Là năm 2018, đầu năm 2018, thì Hoàng Kiều đích thân nộp đơn kiện tôi cùng với một số những cơ quan truyền thông khác. Nhưng mà sau 10 tháng, chưa tới 10 tháng đó, thì ông ta bị thua hai cái cơ quan truyền thông kia rồi. Nhưng cái vụ án của tôi vẫn còn. Hoàng Kiều đã mướn Michael Cohen để khởi kiện tôi. Nhưng đáng tiếc, vừa mới bắt đầu đặt bút xuống ký mướn Michael Cohen, một tháng sau Michael Cohen bị bắt vô tù. Đó là cái chuyện mà tôi là có liên quan tới tôi đó. Là bởi vì chính Hoàng Kiều mướn Michael Cohen để kiện tôi ở trong cái vụ án của ông ta, với cái vụ mà ông ta kiện tôi đó. Thì quý vị, Michael Cohen đã thay đổi cái ngôn ngữ. Thì quý vị, về quy tắc của pháp lý, kẻ đã bị kết tội về khai gian, tức là khai man đó, thì sẽ không đủ tư cách làm nhân chứng trên tòa. Không đủ tư cách làm nhân chứng nào. Đó là chuyện thứ nhất mà tôi cắt nghĩa về cái vai trò của Michael Cohen cho quý vị nghe. Rồi, bây giờ bước qua phần thứ hai. Phần thứ hai là chúng ta gọi đây là cuộc rượt đuổi chính trị. Và là một cái cuộc gọi là săn lùng chính trị. Quý vị thấy đúng chưa? Tại vì vụ án này đã chấm dứt năm 2018. Năm 2018, sau khi Michael Cohen đã thú nhận tất cả những cái chuyện mà ông ta khai man với ngân hàng, khai man với lại cơ quan điều tra và trốn thuế, thì anh ta đã nhận hết tội lỗi rồi. Bây giờ cái vụ án đó chấm dứt rồi, tại sao Alvin Bragg lại moi vụ án lên trở lại? Quý vị, chính là George Soros. Bởi vì quý vị, trong suốt 20 năm qua, George Soros cấu kết với gia đình của Bill Clinton và Hillary set up một cái hệ thống ở trên toàn nước Mỹ, ở trong các trường đại học, các cái công ty về truyền thông, một cái hệ thống theo chính trị cực tả. Bởi vì George Soros được xem là lãnh đạo của cái khuynh hướng chính trị cực tả. Ông ta được xem là một trong những nhân vật này ở trên thế giới. Và ông ta đã thành lập cái system này gần 20 năm. Nó là 20 năm chứ không phải gần 20 năm. Từ năm 1996 cho tới năm 2016. Cái system này ông ta đã đổ công đổ sức rất nhiều để thay đổi cái nền tảng của đất nước Hoa Kỳ. Mục đích của ông ta là biến cái xã hội Hoa Kỳ đi theo một cái khuynh hướng khác, không phải bằng đi theo cái khuynh hướng mà đã từ thời lập quốc tới bây giờ là một nền cộng hòa lập hiến. Mà ông ta muốn thay đổi nó thành một cái xã hội về dân sự, về an sinh xã hội, theo cái kiểu xã hội chủ nghĩa. Và ông ta đã âm thầm xây dựng tất cả những cái hệ thống này trong tất cả những trường đại học, giới giải trí và kể cả giới truyền thông và giới có gây ảnh hưởng là thể thao. Thậm chí là ông ta đã đầu tư vào rất nhiều ở New York, nơi được xem là cái biểu tượng về cái nền kinh tế của nước Mỹ. Quý vị, George Soros là người đã đầu tư. Và lúc đó đối đầu với George Soros chính là ông Robert Murdoch,
Robert Murdoch là ông chủ của hãng thông tấn Bloomberg và cũng là chủ của tờ Wall Street Journal. Thì Michael Bloomberg là một người bảo thủ. Mặc dù Michael Bloomberg có sự khác biệt với ông Trump, nhưng vẫn là người bảo thủ. Thì quý vị, trong 20 năm qua, chính Robert Murdoch là người đối đầu rất nhiều với lại George Soros. Kể cả thời gian mà ông làm thị trưởng của thành phố New York luôn. Đã đối đầu rất nhiều với những cái thúc đẩy phong trào cực tả ở New York. Thì quý vị, nhưng mà cái cuộc đối đầu này là năm ăn năm thua. Tại cả hai đều là tỷ phú. Robert Murdoch cũng là tỷ phú. George Soros cũng là tỷ phú. Nhưng thế lực của George Soros rất mạnh. Tại vì không chỉ ở nước Mỹ. Mà thế lực của George Soros trải khắp Âu Châu và Anh Quốc. Do đó quý vị, cuối cùng, kẻ mà đã phá toàn bộ cái hệ thống này chính là ông Trump. Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống và ông đưa ra hàng loạt chính sách phanh phui tất cả những cái trò cực tả mà George Soros đã che giấu ở trong các cái cơ quan chính quyền liên bang, ở trong các cái ngành giải trí, ở trong các cái cơ quan truyền thông của công ty truyền thông của Hoa Kỳ. Thì quý vị, tất cả đều bị phanh phui ra hết. George Soros là kẻ gọi là có một cái mối thù rất lớn. Công sức 20 năm đã bị ông Trump phá trong vòng 4 năm. Ông Trump phá toàn bộ trong vòng 4 năm. Do đó, George Soros xem ông Trump giống như một kẻ tử thù. Và lần này, quý vị, George Soros đã bơm tiền cho văn phòng biện lý của quận Manhattan để khui lại cái vụ án của Tommy Daniel, Michael Cohen, với mục đích là tìm cách, thứ nhất là bôi nhọ ông Trump, và thứ hai, sử dụng cái việc kết án ông Trump này để cản trở cái sự quay trở lại chính trường của ông Trump. Tuy nhiên quý vị, George Soros đi sai nước cờ. George Soros đã đi sai nước cờ. Bởi vì ông Trump đã biết trước là George Soros sẽ không tha cho ông. Khi mà ông phá tất cả cái hệ thống của George Soros, bỏ công xây dựng suốt 20 năm đó. Thì quý vị, ông Trump đã biết trước là George Soros trước sau gì cũng dùng vấn đề pháp lý để mà tấn công ông. Nếu không về cái vụ của Tommy Daniel thì cũng sẽ là cái vụ của cái tài liệu giải mật. Và nếu không là tài liệu giải mật thì cũng sẽ kích động trong cái việc mà gọi là tìm cách buộc tội ông trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Ông Trump biết trước như vậy. Cho nên khi mà Alvin Bragg quyết định mở lại vụ án này, thì quý vị, khi mà thuyết phục được Michael Cohen làm nhân chứng điểm giờ cho ông, cho phía của biện lý đó quý vị, ông Trump đã lập tức tung cái tin này ra. Chính ông là người đầu tiên tung ra, không phải ai khác. Tại vì khi ông tung cái tin này ra, thứ nhất là về mặt mà dư luận, ông phải giành được dư luận. Thứ hai là đẩy cái văn phòng biện lý của Alvin Bragg phải đi tới quyết định. Một là bỏ vụ án, hai là tiến tới truy tố. Mà nếu bỏ vụ án thì coi như là George Soros công cốc luôn. Tiền đổ vô là công cốc luôn. Nhưng nếu tiến tới việc truy tố thì cái vai trò của ông Trump rực sáng ở trên cái chính trường Hoa Kỳ. Tại vì ông sẽ được xem là một nhân vật chính trị đối lập đang bị bức hại bởi đảng cầm quyền, tức là đảng Dân Chủ. Bởi vì Alvin Bragg là thành viên kỳ cựu của đảng Dân Chủ. Do đó quý vị, ông Trump đã đẩy cái chuyện này ra, khiến cho bây giờ Alvin Bragg là phải lúng túng trong cái việc quyết định. Bởi vì lời lẽ của Michael Cohen chưa chắc đã được làm nhân chứng trên tòa. Chưa chắc Michael Cohen đã được ông tòa và bồi thẩm đoàn đồng ý cho cái vai trò của nhân chứng điện then chốt của họ. Bởi vì nhân chứng bây giờ là Michael Cohen. Nhưng bây giờ quý vị, chính ông Costello đã lên tiếng và ông nói rằng no, Michael Cohen là một kẻ không thể tin tưởng được vì đã phạm tội khai man. Có bằng chứng đầy đủ và đã bị kết án tội khai man thì lời khai của Michael Cohen trên tòa sẽ không được chấp nhận. Quý vị, đây chính là cái game mà họ tìm cách cản trở ông Trump. Và quý vị thấy rõ ràng là gì? Việc này xảy ra sau khi bà Nikki Haley và Vivek Ramaswamy là hai người đã tuyên bố ra tranh cử chức tổng thống.
Tôi đã từng phân tích cho quý vị thấy, hai người này ra cố tình chia phiếu ôn hòa để giành chiến thắng cho ông Trump. Họ biết họ không có khả năng thắng cử để trở thành đại diện cho đảng Cộng Hòa. Tất cả các cuộc thăm dò, họ có điểm rất thấp. Nhưng tại sao họ vẫn quyết định ra tranh cử? Là bởi vì họ muốn giúp cho ông Trump thắng được cuộc bầu cử sơ bộ. Sơ bộ tức là bầu cử trong nội bộ đảng. Ai sẽ là người đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống? Thì bây giờ even Ron DeSantis mà có ra tranh cử đi nữa, thì khối phiếu đó sẽ bị chia đi. Do đó quý vị, cái thế của ông Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa gần như là chắc chắn rồi. Và như vậy đảng Dân Chủ không nghĩ rằng là Joe Biden cái này thắng cho ông Trump. Thứ nhất là cái lần thắng lần trước không phải là thắng thật. Ai cũng biết lần thắng lần trước là thiếu minh bạch rất nhiều. Do cái system của Obama tạo ra. Chưa chắc Joe Biden lần trước đã thắng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sự công bằng của dân Mỹ. Tôi đã chọn Joe Biden trong 4 năm. Bây giờ tôi để lại cho ông Trump chạy thêm 4 năm nữa. Thì quý vị, đó là sự công bằng của dân Mỹ. Do đó, chiến thắng của ông Trump, nếu như Joe Biden ra tranh cử, thì quý vị sẽ là một cái chiến thắng vĩ đại. Sẽ là một cái chiến thắng vĩ đại. Do đó quý vị, bằng mọi giá, nó phải cản. George Soros phải cản ông Trump bằng mọi giá. Với sự cấu kết của Liz Cheney. Để cản trở ông Trump. Nhưng mà họ không có cái khả năng cản trở cử tri. Cho nên bây giờ họ dùng cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ để cản trở tư cách tranh cử của ông Trump. Tại vì họ biết được khối cử tri không lắng nghe họ. Lá phiếu của người dân Mỹ không lắng nghe họ. Lá phiếu của người dân Mỹ là đi theo con tim của mỗi một người. Họ muốn chọn ai là chuyện của họ. Không ai có thể khuynh đảo được chuyện này hết. Do đó, cách duy nhất trận ông Trump là trên cái vấn đề pháp lý. Tức là họ sử dụng các cái luật lệ pháp lý để mà họ cản trở, tước bỏ cái tư cách tranh cử của ông Trump. Đây là cách mà George Soros và Liz Cheney đang làm. Thì quý vị, câu chuyện này cho quý vị thấy rõ ràng là một cuộc gọi là săn lùng chính trị, chứ chả có liên can gì tới luật pháp cả. Trong khi đó, thành phố New York năm ngoái mức độ tội ác tăng 22%. Tại sao tên công tố viên này không và tên biện lý này không giải quyết những cái vấn đề giảm đi tội ác ở thành phố mà chỉ tập trung tấn công vào ông Trump? Tập trung tấn công vào ông Trump và Tommy Daniel. Quý vị, điều này rất rõ ràng. Cái vụ án của ông Trump với Tommy Daniel hay Michael Cohen có ảnh hưởng trực tiếp đời sống của người dân ở New York không? Không có. Tại sao người dân New York mỗi một ngày phải đối diện với mức độ tội ác không ai giảm đi dùm? Thì quý vị, tất cả những cái trò này cuối cùng chỉ là gì? Một là cản trở về pháp lý. Hai là cản trở không được. Thì sử dụng cái hình ảnh ổng bị còng để bôi nhọ trong những ngày tháng sắp tới. Khi mà ổng đi vận động tranh cử, nó sẽ đăng hình ổng bị còng, nó treo lên các cái poster, các cái flyer, nó chiếu trên các đài truyền hình ở khắp toàn quốc để nó bôi nhọ cái hình ảnh của ông Trump. Mục đích cuối cùng của họ là cái gì quý vị? Sự bôi nhọ. 7 năm nay họ rượt ông Trump đủ kiểu rồi. Họ đánh không nổi. Họ đánh không nổi. Lý do tại sao? Là bởi vì ông Trump tuy rằng không có kinh nghiệm chính trị, nhưng mà ông làm theo luật lệ. Cho nên bây giờ tất cả dùng luật đánh ông đánh không nổi. Bây giờ lại moi cái vụ của Tommy Daniel để quy tội cho ông là khai man. Quý vị, đây là một cái trò rất là rẻ tiền. Mà giống như là ông Ron DeSantis, ông gọi. Đây là một cái sân khấu chính trị rẻ tiền. Đây là cái sân khấu chính trị rẻ tiền. Và ngày hôm nay, những đồng minh của ông Trump đều lên tiếng. Từ Lindsey Graham cho tới những người ở dưới Hạ viện. Họ nói, do it. Bắt đi. Bắt rồi sẽ thấy. Tại vì rồi và chính quý vị thấy Chris Rock, nam tài tử Chris Rock là cái người mà năm ngoái bị Will Smith tát ở trên giải Oscar đó. Cái người MC cho giải Oscar đó. Chris Rock trong cái cuộc nói chuyện vừa rồi, ở trong một cái buổi mà trình diễn về comedy, tức là hài hước đó, độc thoại đó. Ngồi ở dưới có cả Nancy Pelosi, một số thành viên đảng Dân Chủ luôn.
thì Christoph cũng nói, hey, quý vị sẵn sàng bắt ông Trump chưa? Quý vị đang làm cho ông nổi tiếng hơn đó. Quý vị có ngu dốt tới mức độ này hay không? Are you stupid? Đó là câu nói của Christoph ngày hôm qua trong cái chương trình mà trình diễn comedy của ông. Mà Christoph là cái người mà ít khi nào nói tới với cái chuyện này lắm. Mà phải nói tới là đây là quý vị đã sẵn sàng bắt ông Trump chưa? Quý vị càng làm cho ông Trump nổi tiếng hơn. Và quý vị có khùng điên, có ngu xuẩn như vậy hay không? Quý vị, ngay cả những người mà họ đứng ngoài họ còn thấy, thì quý vị thấy là cái cuộc gọi là săn lùng chính trị này, nó phơi bày quá rõ ràng. Chính vì vậy mà tôi mới nói với quý vị, tôi còn mong họ còng ông Trump. Tại vì khi mà họ còng ông Trump rồi quý vị, cái hình ảnh đạo đức giả của đám Dân Chủ sẽ rớt hết. Nào là tấn công Nga, nói là Navalny, Alexander Navalny là nhân vật chính trị đối lập nổi tiếng. Nào là ủng hộ cho Aung San Suu Kyi của Miến Điện. Rồi nào là ủng hộ cho cái cuộc biểu tình giành quyền sống cho phụ nữ ở Iran. Tất cả cái mặt nạ đạo đức giả này rớt xuống hết. Tại chính họ cũng đàn áp về chính trị. Chính họ cũng đàn áp về chính trị, sử dụng một cái câu chuyện tôi đã nói là đã chấm dứt từ năm 2018 để bôi nhọ chính trị và dùng cái này để cản trở ông Trump trở lại chính trường. Quý vị, đó là câu chuyện mà tôi cắt nghĩa cho quý vị nghe, hiểu rõ hơn tại sao chúng ta gọi cái việc truy tố này là một cuộc gọi là săn lùng chính trị. Và tại sao, và tôi vẫn tới nói quý vị, tôi mong họ cầu ông Trump là như vậy. Tại vì ông sẽ chiến thắng rất lớn. Và gần như là những người ôn hòa của đảng Cộng Hòa sẽ đứng về phía ông Trump luôn. Nếu họ thấy ông Trump bị bức hại về chính trị, mặc dù là họ ôn hòa, nhưng ở thời điểm này họ sẽ không còn ôn hòa. Họ sẽ đứng hẳn về phía ông Trump. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 2 của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.